Sáng ngày 25 tháng 2, huyện đoàn Tuyên Hóa phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức khai mạc vòng loại các cụm trong khuôn khổ giải bóng đá nam thanh niên huyện Tuyên Hóa năm 2023. Giải bóng đá nam thanh niên huyện Tuyên Hóa năm 2023 quy tụ 23 đội bóng đến từ các cơ sở đoàn trong toàn huyện. Các đội chia thành 5 cụm thi đấu vòng loại để chọn ra 8 đội bóng có thành tích tốt nhất tham gia tranh tài ở vòng chung kết cấp huyện trong thời gian tới. Vòng loại cụm 1 gồm các đội Thanh Hóa, Hương Hóa, Lâm Hóa, Thanh Thạch và cụm 2 gồm các đội Kim Hóa, Lê Hóa, Thuần Hóa, Sơn Hóa và Thị trấn Đồng Lê diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2023. Theo ghi nhận, các đội bóng tham gia có sự chuẩn bị, tập luyện chu đáo, bài bản. Cầu thủ các đội đã cống hiến những trận đấu gay cấn, hấp dẫn với trình độ chuyên môn khá cao trước sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Giải bóng đá nam thanh niên huyện Tuyên Hóa năm 2023 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và 77 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2023. Đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện được giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, nâng cao năng lực thể chất, góp phần nâng cao hiệu quả trong học tập, công tác, lao động sản xuất. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc vòng loại các cụm, vòng chung kết giải bóng đá nam thanh niên huyện Tuyên Hóa sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2023.